Hôm nay chúc tên ở đây nhà mình đã giới thiệu một sản phẩm chơi game đồ họa chuyên nghiệp. Như các bạn nhìn đây là một thiết kế của một dòng máy tính cực kỳ nổi tiếng, đó là chiếc Asus Lamborghini. Như các bạn nhìn, máy được lấy thiết kế từ chiếc xe thể thao đến từ nước Ý. Các bạn nhìn thấy hai khe tản nhiệt của rất là nổi tiếng trên cái bô của cái xe Lamborghini. Thiết kế bắt góc như này rất là mạnh mẽ. Các bạn có thể thấy chiếc logo Lamborghini như này. Bên lớp trên được mà làm bằng lớp nhựa cao cấp đen bóng như này. Đây là các bạn nhìn thấy thiết kế của máy đây. Máy khá là nặng, hơn 3 cân, dòng chuyên dụng để chơi game. Đây là hai cổng USB 2.0, đầu đĩa. Và bên này là cổng USB 2.0, một chiếc 3.0 HDMI và với thiết kế hai loa hai bên đây. Bàn phím full size. Có cảm biến ánh sáng, có backlight. Đây, chúng ta có thể nhìn thấy phím đã sáng lên. Với màn hình 15,6 inch Full HD. Một chiếc màn hình này chúng ta có thể sử dụng game đồ họa rất là thích. Các bạn có thể nhìn thấy máy sử dụng vi xử lý Core i7 2.32630 2.2.0 8 CPU. Các bạn nhìn đây là dòng quad core 8 CPU. RAM của máy là 8GB. Khá là khủng chúng ta làm việc. Máy sử dụng card đồ họa Nvidia GeForce GTX, một dòng chuyên dụng để chúng ta chơi game sử dụng đồ họa. Các bạn nhìn thấy máy VRAM lên 4GB, nhưng thực các bạn nhìn thấy là logo trên máy có thể ghi lấy là 1.5GB. Các bạn thấy màn hình có độ phân giải 1920x1080 và đây là chiếc camera của máy. Đây mình sẽ kiểm tra dung lượng ổ cứng chiếc máy này bao nhiêu. Đối với các bạn chơi game hoặc là sử dụng đồ họa thì được một cái máy như này thì là một niềm mơ ước rất là cao. Các bạn có thể nhìn thấy máy sử dụng hai ổ cứng, mỗi ổ cứng 500GB, tương đương 1TB. Một chiếc laptop với dung lượng ổ cứng 1TB thì quả là khủng. Dung lượng RAM 8GB, ổ cứng 1TB. Mình sẽ điểm thử điểm mạnh của chiếc loa của chiếc máy này ra sao. Các bạn thấy âm thanh rất là tuyệt vời. Với một chiếc thế mạnh mẽ, âm thanh và hình ảnh có hình mạnh. Âm thanh nghe rất là rõ. Thấy cái thật là thể bình thường này. Không được tuyệt vời. Đây chúng ta sẽ nhìn lại máy một lần nữa.